this is the mosque in Ho Chi Minh City, Vietnam. Sau ta sẽ ban phó cho y và ta sẽ tưởng thưởng những người biết ơn. Con thề Muslim thân mến, Allah tạo chúng ta nhằm duy nhất của mục đích là thờ phượng Ngài. Như Allah có phép mạnh rằng: Và ba khoa tuân chính đạo linh sẽ là lý nhạc bố thuốc. Ba uri tu minh nhung phía rí sư và ba uri tu anh nhu chú máy môn. In đau loa hoa hoa ra bố dưỡng mù và thị lý mạng thị. Và ta tạo ra loài chim cực loài người để thờ phụng ta. Ta không đòi hỏi bóng lọc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng đúng với ta. Chính Allah là đấng cung cấp bóng lọc cho tất cả chủ nhân của uy lực rất hùng mạnh. Con thề Muslim thân mến, chúng ta hãy biết rằng đấng ban phẩm bậc cho mình là Allah Subhanahu wa Taala, như là thực phẩm của chất con cái và những ước huệ khác. Tất cả thứ đó là những thử thách cho mình. Như Allah phép bàn rằng: Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Tài sản và con cái của cải các ngươi chỉ là bằng sự thử thách đối với các ngươi. Ngược lại, Allah có nơi Ngài một phần thưởng rất lớn thiên đàng dành cho các ngươi bên cạnh.